Có một con nhím nọ đang ăn táo dưới gốc cây. Ôi bạn ơi! Ăn nhầm trái táo đột biến, nhím hóa khổng lồ. Sau một năm, nhím to lên gấp 10 lần. Vẫn còn quá nhỏ, to lên nữa 100 lần. Không thấm thía, to hơn khô khủng luôn đi. Sợ có khác gì đâu, to bằng trái đất nhanh. Đông con nhím bắt đầu bao phủ cả trái đất. Nó trùm trái đất. Ăn trái đất xong, bắt đầu ăn mặt trăng. Mặt trăng đâu? Sao ăn trái đất nữa vậy? Nước trừng mặt trăng luôn rồi. Trở nên bất khả chiến bại. Vừa thấy mặt trời là nó. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Nó lao tới với tốc độ chóng mặt. Trời ơi. Và đây rồi, mặt trời của nó. Sau gần một ngày trời cặm nhắm liên tục. Và boom. Nó mơ ngủ.